Hello, xin chào tất cả các bạn. Nhân Văn Jack đã quay trở lại rồi đây. Và với hai số phát sóng vừa rồi, đến với số phát sóng này, Công Nghĩa sẽ cùng với tất cả các bạn đi tham quan và trải nghiệm hệ thống studio của khoa Báo chí và Truyền thông tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay bây giờ, hãy cùng Công Nghĩa khám phá nha. Các bạn ơi, nếu như mà các bạn có sự quan tâm đối với ngành báo chí và truyền thông đa phương tiện tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thì liệu rằng các bạn có thắc mắc là các sinh viên tại trường sẽ được thực hành như thế nào không? Nếu như mà các bạn có thắc mắc giống như Công Nghĩa thì hãy cùng Công Nghĩa tham quan xem hệ thống studio của trường sẽ có những gì ấn tượng nha. Đầu tiên, Công Nghĩa đang ở studio truyền hình. Nơi đây các bạn sinh viên sẽ được học tập trải nghiệm trong quá trình sản xuất hình ảnh tiền kỳ, hình ảnh tư liệu, ghi hình hay sản xuất tọa đàm. Studio được trang bị các thiết bị hiện đại như hệ thống camera cho tiền kỳ và studio, thiết bị xử lý hình ảnh và trường quay ảo 3D, thiết bị nhắc lời và kiểm tra video, thiết bị xử lý ánh sáng, xử lý âm thanh cho studio. Để các bạn sinh viên có thể thực hiện mô phỏng và thực hành các thể loại chương trình trực tuyến truyền hình. Ngoài ra thì tại đây còn trang bị đầy đủ hệ thống hạ tầng thiết bị mạng, máy tính phục vụ cho việc biên tập, dựng hình và lưu trữ dữ liệu. Công Nghĩa đang đứng trước phòng thi đối thoại truyền hình. Chúng ta sẽ cùng Công Nghĩa trải nghiệm thử xem là một kỳ thi của các bạn sinh viên báo chí truyền thông sẽ diễn ra như thế nào nha. Công Nghĩa xin được mến chào tất cả quý vị, chúng ta đang đến với Nhân Văn Jack. Và ngày hôm nay Công Nghĩa rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và hiện tại Công Nghĩa đang ở studio phát thanh, nơi đây được trang bị hệ thống hạ tầng, các thiết bị xử lý âm thanh, máy tính cùng với các thiết bị hỗ trợ thu ghi và biên tập âm thanh cho các chương trình trực tuyến hoặc là các chương trình được thiết lập trước. Hiện tại Công Nghĩa đang có mặt tại Club đa phương tiện, nơi được trang bị hệ thống máy vi tính iMac chuyên dụng cùng với các phần mềm đồ họa và hậu kỳ bản quyền để giúp cho các bạn sinh viên có thể học tập, nghiên cứu cũng như là sản xuất ra những nội dung về truyền thông đa phương tiện. Sẵn đây thì tại Club đa phương tiện đang diễn ra lớp học Adobe Premiere. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem rằng là một lớp học của các bạn sinh viên báo chí truyền thông thực tế sẽ diễn ra như thế nào nha. Công Nghĩa đang ở lab nghiên cứu công chúng, nơi đây được sử dụng để nghiên cứu về phản ứng của công chúng khi tiếp nhận các sản phẩm truyền thông. Vậy là Công Nghĩa đã cùng với tất cả các bạn tham quan qua hệ thống studio xịn sò của khoa báo chí và truyền thông tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và bật mí cho các bạn là các bạn sinh viên tại đây không chỉ được thực hành ở các studio này thôi, mà sẽ còn được trường và khoa giới thiệu đến các đài truyền hình cũng như là các cơ quan thông tấn báo chí hoặc là các công ty giải trí để có thể được thực hành, nâng cao kỹ năng thực hành của mình. Hy vọng rằng là với số phát sóng lần này sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn điều kiện được thực hành của các bạn sinh viên khoa báo chí và truyền thông tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tại Nhân văn.